Hello xin chào các bạn mình là Phúc Phan TV đây thì từ ngày là bắt đầu có không khí Tết cho các bạn đây thì anh em coi trong mấy cái hồ cá của nhà anh em coi có cá chưa chưa có thì cứ inbox cho mình thì mình ship cho các bạn để về mình các bạn thả vô mấy hồ cá bạn chơi Tết nha thì từ ngày cũng là đợt xả cá cuối cùng của trong năm nay thì từng chuẩn bị nữa là khoảng qua qua đầu tuần sau mình thứ hai thứ ba mình gửi cá là là cuối tuần sau các bạn nhận được là cuối tuần sau là mình không nhận ship cá các bạn nên cho anh em nào chưa có cá thì tranh thủ nha thì ngoài bán cá cho mình cũng bán cá mà anh em mua thì mình ship chung với trong đơn cá luôn cho đỡ tốn tiền phí ship nha thì bắt đầu vào những cái dòng cá ngày hôm nay mình xả rất là nhiều nha anh em với hôm nay tiếp tục mình xả cá nha các bạn thì dòng cá đầu tiên là coi đen sọt có thân hình uống ngắn tròn tròn rất là xinh luôn thì cá thì sau hai tháng rưỡi đến 3 tháng thì cá đã ôm bầu hết rồi do cái này mình nuôi mình không tách do số lượng lớn nữa nên mình thanh lý luôn mình bán lẻ thì 30 ngàn một cặp đó, còn anh em uh, mua combo 10 cặp thì uh, 200 trăm đó tặng thêm một cặp cho anh em trừ uh, hao đi đường anh em uh, lưu ý thì cá bên mình uh, lúc nào cũng có tặng thêm một cặp để trừ uh, uh, hao hộp đi đường mình ship đơn từ một trăm rưỡi trở lên thì khu vực miền nam thì uh, mình ship có được còn khu vực miền bắc thì các bạn uh, cọc cho mình trước từ 50 đến 100 ngàn tùy theo đơn hàng nha thì dòng này là dòng full gold gen các bạn thì có màu vàng như thổi vàng đó thì ở trong miền Nam thì thường Tết thì trưng màu vàng tượng trưng cho sự giàu sang phú quý thì dòng full gold gen này từng dò là mình thanh lý gần 500 cặp rồi nên rất là nhiều anh em cô chú mua cái dòng này về để trưng Tết thì mình cũng còn một ít sai tầm hai tháng rưỡi nha các bạn thì anh em nào Uh, cần cái dòng này thì liên hệ cho mình thì một cặp thì 25 000 còn anh em mua 10 cặp thì 200 000 bán combo cho anh em thì tặng thêm một cặp luôn thì cá mà mình tặng thêm một cặp để trừ hao hụt đó các bạn. Rồi tiếp theo là dòng uh, double dòng này thì đâm bô đế teo bộ này là bộ bích e bạn đuôi đỏ chống máy đều đuôi đỏ luôn nha các bạn. Thì bộ này là size 3 tháng thì mình làm lên số lượng rất là nhiều từng này uh, cái dòng này thì mình thanh lý từng rồi cũng, cũng dài trăm cặp rồi. À. Nói chung là 1 200 vậy đó chỉ còn lại khoảng hai hồn nữa thì anh em nào nhanh tay lấy cái dòng này về làm giống luôn cũng được có cái đầm bô tai xanh nuôi hồ thủy sinh hoặc nuôi hồ kính đều được nha các bạn tại nó có màu sặc sỡ lắm dòng này thì cũng dễ nuôi nó khỏe cho bò nữa rồi tiếp theo là dòng coi rene -E. thì coi rene -E này mình giải thích cho anh em hiểu là nó, nó loại này là nó không lên tay hoặc lên một tay hoặc nó nhú tay nó bị khuyết cái tay các bạn con trống với con máy là đều bị khuyết một tay nên nó sẽ dễ hơn thằng coi -E red ear này là gen thằng kia là red đó thì giá thì cũng 25 000 cặp thì 10 cặp 200. Đó nãy giờ mình thanh lý rất là nhiều mấy cái dòng cá dễ cho anh em. Đi lần combo 10 cặp thì có 200 000 chạy như có 10 000 À, chưa tới 10.000 cặp bạn mình tặng cho các bạn thêm một cặp trừ hao nữa. Nên cá lúc này rất là dễ luôn nên anh em nào lấy về chơi tết thì được số lượng nhiều luôn. Rồi à, dòng cá tiếp theo mình à, thanh lý nữa là lắc meta thì dòng này các bạn nuôi à, à, hồ kiến á thì nó sẽ có hoa văn cái bụng á nó sẽ có lớp à, m, lớp meta màu sáng sáng à, rất là đẹp luôn hoa văn cái bụng. Thì à, còn các bạn nếu nuôi mà nuôi hồ thí sinh á thì mấy con đen này nó sẽ đánh nổi lên mấy con à, À, con cá kia nha các bạn các bạn nuôi thí sinh lộn xộn á thì cái thằng đen này nó sẽ làm nổi lên mấy con cá kia nói chung là nuôi một hồ mà nó có thằng đen lên thì nó rất là đẹp nha các bạn thì dòng này nó cực kỳ khỏe cho bò luôn thì cũng thanh lý luôn 30 ngàn một cặp các bạn mua bắt combo 10 cặp thì 200 thì giờ mình lên cho các bạn combo 200 cành 10 cặp hai loại nha các bạn thì các bạn có thể bắt năm cặp này năm cặp kia trong năm loại trong video trong đây thì coi gen e full con lắc meta Dumbo và coi đen sọt các bạn lưu ý là năm loại này thì các bạn thì các bạn thể bắt năm cặp này nên năm cặp kia mình vẫn tính cho các bạn combo 200 cặp nói chung là đợt này mình xả cá mình bán vậy thôi chứ bình thường là mình không có bán như vậy đâu nên em nào muốn lấy cá về chơi thì cứ lựa chọn lúc này là thích hợp nhất luôn rồi tiếp theo mình thanh lý coi đất e luôn nè hiện tại coi đất e bên mình là còn tầm khoảng 500 cặp 500 cặp này mình chỉ thanh lý tầm từ một trăm rưỡi đến 200 cặp các bạn còn lại mình để cho sinh sản thì cá đó mình đã ghép chống máy mình lựa ra làm giống hết rồi nên các bạn mua về thì nó cho nó sinh sản luôn đó cá như trong clip chống máy lên full tay bơi hết các bạn. Thì uh, coi e đợt này mà lên uh, combo rất là hot luôn để uh, chi ân tất cả các anh em đã trong suốt một năm vừa qua đã ủng hộ mình. Giá như sau, một cặp thì 70 000 ngàn, ba cặp thì uh, 200 000 ngàn, Thì uh, nhưng các bạn uh, sẽ được uh, tặng thêm một cặp nữa chạy như các bạn được bốn uh, cặp nha. Thì uh, mình chỉ áp dụng cho 50 combo đầu tiên thôi nha anh em. Thì uh, số lượng tới hết 50 combo thì mình sẽ không uh, tặng nữa nha các bạn. Mình sẽ bán lại giá, giá ban đầu như uh, mấy clip trước. ở nên anh em nào thích cái dòng có e này mà muốn lấy về làm giống thì uh, lúc này chưa có lúc nào mà thích hợp như lúc này luôn thì các bạn tranh thủ mua lúc này đi tại vì qua tuần sau cuối tuần sau là mình không có ship được nữa thì do bên vận chuyển người ta nghĩ rồi nên tuần này là mình cũng xả cá ra lần cuối cùng trong năm luôn anh em nào muốn bắt số lượng nhiều thì anh em có thể lấy hai ba combo thì mỗi combo này mình đều tặng một cặp anh em cứ nhân lên hai combo thì mình tặng hai cặp ba combo thì mình tặng ba cặp cho anh em nha đó thì số lượng cá thì có hạn thì anh em nhanh tay lên lấy cá trong lúc này thì chưa có lúc nào mà dễ như lúc này đâu coi đất e thì qua tết thì nó sẽ giá nó, nó sẽ lên lại giá như ban đầu nha các bạn nên anh em nào tranh thủ lấy coi đất e đi để chơi qua tết làm giống luôn ok vẫn ok luôn nha các bạn tiếp theo mình thanh lý bộ rồng tím Indo thì dòng tím Indo này lúc trước mình bán 40 .000, 000 một cặp các bạn Như lúc này thì có số lượng nhiều mình thanh lý luôn 30 .000, 000 một cặp 5 cặp thì mình sẽ tặng cho các bạn một cặp thì bộ rồng tím Indo này thì ở ngoài thì mình nhìn cùng bằng mắt thường á màu nó sẽ đậm hơn bạn mà màu tím nha các bạn tại vì ở này mình đánh cái đèn trắng lên mình nhìn thấy con cá nó hơi trắng trắng vậy đó. ở ngoài thật ra là màu tím rất là đẹp luôn là dòng tím này các bạn nuôi nền đen nữa thì màu tím nó vẫn rất, rất là đậm luôn thì cái bộ này là bộ đuôi tia nha các bạn nuôi nó có hoa văn bụng nhìn nó tím rất là là đẹp luôn nhưng màu tím thì màu tím đậm nha các bạn tại vì nhìn thấy đánh đèn lên nó vậy đó rồi tiếp theo là bộ full red thì full red này mình cũng thanh lý luôn 30 ngàn một cặp 5 cặp thì mình sẽ tặng cho các bạn một cặp ở chung là full red này thì nó cũng tơ thôi nó cũng về là các bạn cũng cho nó sinh sản là ok rồi cá thì chủ yếu bên mình là cá tơ là nhiều đó, tại vì cá mình vừa lên là mình bán cho anh em hết rồi nên không có ít có toàn loại cá lắm bạn đó thì anh em uh, thấy không cái bộ phun đét này nuôi hồ kính hay nuôi uh, thùng xốp nuôi cái nào cũng đẹp bạn đây nó màu đỏ mà rồi tiếp theo là bộ uh, bồ lưu gắt ri bông thì bộ lưu gắt ri bông này là mình cũng uh, thanh lý luôn thì ba uh, chục ngàn một cặp năm cặp tầng một đối với uh, thằng gen còn ri bông là năm chục ngàn một cặp bốn uh, cặp thì hai trăm ngàn mình tặng cho các bạn thêm một cặp luôn nói chung là đợt tuần này thì mình mua lên uh, combo hai trăm cành là chủ yếu là nhiều tại vì cũng cuối cùng uh, À, từ cuối cùng trong năm rồi các bạn nên mình cũng à, à, còn bao nhiêu cá mình đã xả qua hết luôn đi qua năm sau mình làm lại những dòng mới thì hiện tại bên mình thì cũng à, đang lên một số dòng mới nữa nhưng mà à, chưa có cái số, số lượng nhiều nói chung là bắt đầu làm lại là, là những cái dòng cá mới các bạn thì à, bộ bồ lúa gắt bông này là con mái ri đi bông mà thấy không cái thế phim cũng như vậy nữa thì trong đây là gen đi bông lộn xộn thì mình dọn lại một hồ à, anh em nào ghen thì lấy 30 ngàn năm tặng một còn anh em nào lấy đi bông thì 50 ngàn bốn tặng 1 thì tất cả các mình mình là mua có tặng các bạn còn tiếp theo là bộ HP bê lưu ri bông HP lưu ri bông thì nó có, có đuôi màu xanh xanh đó uh, bạn đây là con máy thôi con trống thì mình uh, không có quay nữa, tại vì lúc này cũng uh, gấp quá bận sáng thì đóng cá cho anh em rồi uh, cho cá ăn rồi chờ, chiều uh, cho cá ăn nữa rồi nói chung là cũng quần quần thay nước rồi nó hết ngày các bạn nên mình uh, quay uh, con máy HP bê lưu ri bông cho các bạn xem thì uh, bộ này thì uh, uh, 50 ngàn cặp các bạn mua bốn cặp thì mình sẽ tặng cho các bạn một cặp các bạn mua lẻ thì mình tính giá 50.000 dùm mình nha rồi tiếp theo là bộ đâm bô sọt nha các bạn thì là đâm bô sọt thì nó có thân hình ủ, uống ngắn ngắn tròn tròn rất là xinh luôn đó tuần này thì à, uh, <laughs> mình còn đâu tầm 20 cặp thôi nên em nào bắt thì mình sẽ uh, để vô giá tốt luôn Nếu các bạn mua lẻ thì 50.000 một cặp 4 cặp thì 200 tặng cho các bạn thêm một cặp luôn đó, còn các bạn nào bắt uh, 10 cặp thì uh, liên hệ cho mình mình uh, để giá hữu nghị cho anh em luôn Nói chung là mình cũng còn là tầm khoảng 20 cặp và không có nhiều đâu các bạn đó thân hình uống ngắn ngắn tròn tròn nuôi rất là xinh luôn cái tay bơi thì bộ này là bộ tay cũng tay to luôn nhé bạn nó sẽ tơ bạn nuôi cái tay nó cũng dạng như bích e đó nhưng mình mình không thích nó bích e mình nó tay to vậy thôi rồi tiếp theo là bộ uh, double một có tay uh, ảo ảo dịu dịu rất là uh, vi diệu luôn bạn thì cái tay của nó là có màu xanh lá với màu xanh dương nó kết hợp lại đó. như cái bộ này bạn đem lên hồng kính bạn nuôi là nó lại da xanh dương đó. nhưng bạn nuôi top view rồi, rồi bạn nhìn nó ra cái màu uh, xanh lá rồi ở uh, diện diện là xanh dương thì bộ này là nó đâm bô nó sẽ còn tơ các bạn thì cá mình cũng đang tách chống máy luôn thì giá thì 50 000 ngàn một cặp các bạn mua bốn cặp thì mình sẽ tặng cho các bạn một cặp luôn đó thì từng ngày thì mình lên combo 200 trăm cặp chỉ lên trong từng ngày thôi các bạn là tới từng ngày hết từ này là tới tết rồi qua đầu năm sau là mình sẽ lên giá bán giá khác không có bán được giá như này các bạn nên anh em nào xem được sau này mà xem được cái clip này là các bạn mua giá này là không có được các bạn các bạn xem clip mới là mình năm mới thì mình sẽ có Uh, giá mới lại như ban đầu các bạn tại mà cá mình cũng thành lấy hết rồi mình cũng không còn cá nhiều rồi tiếp theo là bộ qr uh, code bộ này thì uh, từng qua cũng được rất là nhiều anh chị cô bác uh, uh, thích bộ này tại vì dòng này nó nuôi uh, hồ kính cũng đẹp mà nuôi uh, mấy cái hồ xi măng hồ thủy sinh đồ cũng đẹp các bạn tại vì nó có một đầu đỏ rất là đẹp luôn rồi uh, tiếp theo là full con bông. phun con bông đợt này thích hợp cho lấy cho anh em làm giống là tay bơi nó rất là dài luôn đó lên rất là dài luôn nói chung là nó nó tầm khoảng 60 mươi đến bảy mươi tám mươi các bạn thì mình hớt ngang cho các bạn thì giá 50 000 một cặp nha các bạn ở à, nhân viên phun con đi bông này các bạn mua 5 cặp mình tặng ha, các bạn một cặp tại vì phun con đi bông này mình cũng không còn nhiều nữa các bạn ơi tại cái loại tay dài đợt này thì mình à, mình lựa, lựa lựa là một ít mình làm giống rồi nên còn cũng tầm vài chục cặp để cho, cho anh em thôi rồi tiếp theo bộ hp retro bộ này thì anh em nuôi thùng xốp nuôi uh, hộp kính đều đẹp các bạn, để nó có màu đỏ rất là là đậm các bạn. Nói chung là mấy con bảy màu mà nó có màu đỏ thì thường, thường nó sẽ nổi hơn mấy con uh, khác bạn à, nuôi mấy cái thùng nuôi mấy cái hộp kiến thì rồi, uh, thùng shop rồi nhìn nó sẽ nổi hơn nhưng rồi một phần là do cái màu nó ảnh hưởng theo cái nền đó bạn trừ dòng phun uh, trừ một số dòng uh, da nó không bị ảnh hưởng theo nền thôi nhất là phun go nó khoảng nuôi đúng nền vàng nó mới ra cá được màu vàng các bạn thì các um, bê này ba chục em 5 cặp năm cặp tháng một rồi dòng cá cuối cùng ngày hôm nay là dòng mà uh, meta luta nhé bạn thì nó có màu xanh đó, mình lên uh, meta luta này mình chỉ còn được tầm khoảng uh, ờ uh, khoảng tầm hai chục cặp thôi cái đầu đầm tầm khoảng bốn combo thôi nên em nào nhanh tay thì uh, uh, lấy bộ này bộ này thì nuôi hồng kính thì khỏi nói luôn meta mấy bộ, bộ meta nuôi hồng kính thì cực kỳ luôn nó có màu xanh xanh nó có lớp meta nữa thì bộ này là ba chục một cặp năm cặp tặng một vàng à, chưa có lúc chỗ nào mà bán dễ như chúng mình đâu nên cá mình nhà làm ra rất là nhiều nên mình bán rất là nhiều là cho nên dễ cho anh em thì mình vừa quay cho các bạn những dòng cá mình xả trong ngày hôm nay thì tất cả các dòng cá thì mình phơm lên mấy cái hồ kính bạn đa số là mấy con tấm mình sẽ phơm lên mấy cái hồ kính như thế này mình quay cái clip xong mình gửi cho các bạn thì có máy thì mình sẽ nuôi ngoài thùng xốp các tại cái trống mình phơm lên nó mới đẹp mới quay cho các bạn xem được thì các cái màu chủ yếu là chơi con trống đó các bạn thấy nguyên cái giờ thùng mình mình tới năm sáu trăm hồ nữa, nên cá mình lên rất là nhiều Còn mấy hôm nay là mình đi cá tầm cả ngàn cặp rồi nên anh em mình ship cho anh em tới tận nhà luôn rồi thì bây giờ của mình nay cũng là cũng chắc cũng là cuối cùng trong năm nay để chuẩn bị bước nghỉ tết các bạn nên anh em nào tranh thủ thì liên hệ mình gấp nha rồi bye bye chào tạm biệt các bạn hẹn các bạn trong clip sau